Thưa quý vị, chương trình truyền hình từ 19 giờ tối nay trên HTV7 gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ văn nghệ thiếu nhi, dừng âm nhạc; 19 giờ 35 phút học viện IQ; 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ; 20 giờ chương trình siêu thị may mắn; 21 giờ câu chuyện các ngôi sao; 21 giờ 10 phút bước chân khám phá; 21 giờ 20 phút cười chúc chơi; 21 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam sống đời tập 9; 22 giờ 30 phút tin trong nước; 22 giờ 45 phút chiếu phim truyện Mỹ Cú điện thoại kỳ lạ; tin cuối ngày, tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình truyền hình Rạng sáng ngày thứ hai 22 tháng 12 gồm có 0:30 chiếu phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 58, 1:30 sinh tồn nơi khắc nghiệt, 2:00 phim tài liệu khoa học Cẩm nang sức khỏe, 2:30 phim truyện Việt Nam Gọi giấc mơ về tập 5, 3:30 giải trí nước ngoài, 3:45 thế giới ở đây những người chứng thực chuyện lạ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.